Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Secret Go Premium First iPad giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Mặt nạ dưỡng da vùng mắt Secret Kigo Premium First Eye Pack là một sản phẩm hoàn hảo giúp giải quyết đồng thời vấn đề lão hóa, nếp nhăn ở cùng mắt và các đốm nâu, thâm sẹo ở trên gương mặt. Sản phẩm có thành phần chính từ vàng và EGF lành tính, tác động hiệu quả và nhanh chóng lên vùng da sử dụng. Mặt nạ dạng gel mềm, dễ dàng sử dụng và mang đến cảm giác dễ chịu mỗi khi sử dụng. Secret Key Go Premium First Eye Pack có thành phần chủ yếu là vàng 24K đã qua xử lý ở dạng tinh chất. Giúp da dễ dàng hấp thụ cũng như cho hiệu quả tối ưu. Vàng giúp làm giảm, giải độc, làm sạch da và tăng cường lưu thông máu từ đó thúc đẩy quá trình tái tạo tự nhiên ở da. Tinh chất EGF Epidermal Growth Factor, tác nhân phát triển biểu bì, giúp các biểu bì hấp thụ dinh dưỡng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất thúc đẩy quá trình tổng hợp axit hyaluronic và glycoprotein. Từ đó làm lành các tổn thương trên da một cách nhanh chóng, sản phẩm bao gồm 60 miếng đắp dành cho vùng mắt. Giúp phục hồi và làm giảm các vết nhăn, chân chim đồng thời bổ sung thêm tinh chất làm trắng giúp tẩy đi các vết thâm. Nám trên gương mặt sau mỗi lần sử dụng. Mặt nạ còn giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da giảm thiểu dấu hiệu lão hóa, chữa sẹo và đặc biệt là sẹo sau mụn, mặt nạ Go Premium First Eye Pack thiết kế dưới dạng gel mềm mại. Giúp cho mặt nạ tiếp xúc với da tốt hơn, tăng khả năng thẩm thấu của các tinh chất có trong mặt nạ. Dạng gel mềm còn giúp cho người dùng có thể dễ dàng đắp lên các vùng da khác nhau dễ dàng. Không tạo cảm giác khó chịu trong khi sử dụng, cách sử dụng. Sau khi làm sạch da, lấy hai miếng mặt nạ mắt đắp phía dưới vùng bọng mắt. Phẩy chấm để từ 15 đến 20 phút sau đó tháo miếng gel đắp dùng ngón áp út vỗ nhẹ nhàng lên vùng da mắt cho tinh chất thấm sâu vào da. Phẩy chấm, lưu ý không rửa lại mặt sau khi dùng mặt nạ. Dùng 2, 3 lần, tuần, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.